Dạ, ở đây con có một câu hỏi của một chú học viên, là đối với những người mà làm ở trong môi trường luôn phải đấu tranh, đấu trí, phải dùng lời nói mạnh mẽ, ví dụ như là giám thị hay là quản lý mà học NLG thì có bị ảnh hưởng tới tần số cộng 1-1 không ạ? Bởi vì nếu chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thì có thể mọi người xung quanh họ sẽ không nghe hoặc là thờ ơ đó chú. Rồi bây giờ chú trình bày với anh chị em nhé. Tất cả đều sai lầm khi chúng ta dùng những cái quyền lực của cấp độ cấp bậc của mình, dùng những cái quyền lực của về tài chính để uy hiếp những người khác phải làm những cái việc này việc nọ, sai lầm hết. Vì anh chị em có hà hiếp người ta, anh chị em có dùng những cái quyền lực chửi bới, hà hét, hò hống là như là quát tháo đó, đều sai lầm hết. Cứ nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho người ta sợ sệt mình, làm cho người ta không dám cãi lời mình để mình đạt được những cái điều mình mong muốn. Thì đó là những sự sai lầm cực lớn trong cái con đường mà chúng ta đi làm việc. Dù anh chị em làm việc bất cứ lĩnh vực gì nhỏ hay lớn cũng vậy. Khi anh chị em dùng cái quyền lực của mình để anh chị em ức hiếp người khác thì nó sẽ trái chiều. Người ta có thể lắng nghe anh chị em, người ta có thể làm những điều anh chị em vì người ta sợ anh chị em. Nhưng trong đó không có một cái kết quả lớn, không có hiệu năng với cái sự mà gọi là hiệu quả đó, không có nhiều. Và người ta còn giận hờn anh chị em, tức tối anh chị em, người ta còn làm cho anh chị em tổn thương nhiều hơn nữa. Vì vậy, trong cái energy mà chú muốn đem với anh chị em những cái giá trị lợi lạc lớn nhất để anh chị em giúp cho mọi người đều có thể phát triển, đều có kiếm lợi nhuận được, đó là cái nguồn năng lượng của trí tuệ. Nguồn năng lượng trí tuệ bằng cái câu nói của anh chị em, bằng những lời khuyên giải của anh chị em, bằng những cái sự ý thức của anh chị em xoa dịu đi những cái khó khăn mệt mỏi của những người làm việc, anh chị em hướng dẫn họ, yêu thương họ, thì cái nguồn năng lượng trí tuệ của anh chị em tiếp thu từ ngoài không gian đó, nâng cấp cái tần suất hoạt động của não bộ của cái người làm việc đó, người nhân viên đó, thì tự động họ họ sáng là họ làm việc hiệu quả hơn. Và còn thương anh chị em nhiều lần hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng cái người này làm biếng, cái người này không chịu làm việc đàng hoàng, anh chị em cứ quát tháo người ta, ăn hiếp người ta, bắt người ta phải làm đủ những cái chuyện mà anh chị em muốn hết, thì cái sự mà kết quả nó lại trái chiều, nó không đạt được hiệu quả như anh chị em mong muốn đâu. Thí dụ như bây giờ trong một cái xưởng may hay là bất cứ một cái hệ thống làm việc dây chuyền nào đó, anh chị em thấy người ta làm chậm, anh chị em đứng, anh chị em thị uy, là anh chị em la mắng người ta, bảo là không làm là không được trả lương, rồi không làm bị đuổi việc, rồi bị giảm lương, đủ hình thức hết. Thì anh thấy ông tạo một sự căng thẳng và chán nản cho tất cả mọi người làm. Bây giờ mọi người làm việc không tốt phải không, mọi người làm việc trì trệ phải không, anh chị em mở ra cuộc họp, anh chị em nói tất cả nhân viên là đây, tôi chia sẻ những cái điều kiến thức của tôi để giúp cho các bạn hiểu thấu đáo về việc làm như thế nào. Và anh chị em gửi cái phần năng lượng từ cái não bộ của anh chị em, yêu thương của anh chị em đến cái phần não bộ của những cái người nhân viên làm việc. Thì tất cả những người đó họ sẽ thấy một cái sự chan hòa, một cái niềm vui trở lại và một cái sự phấn chấn lên. Tại sao hồi xưa tôi không hiểu ra, nhưng bây giờ bạn nói tôi hiểu ra. Và những gì bạn nói tôi nhận thấy nó có lý lẽ và tôi sẽ nỗ lực để tôi làm việc. Cái công việc của anh chị em sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Chứ không dám nói là gấp đôi, nhưng mà ít nhất phải là hơn những cái gì mà anh chị em đã đạt được. Vì cái tinh thần, về cái tình thương yêu, khi chúng ta đứng vào một cái vai trò chỉ huy, lãnh đạo, điều hành, thì anh chị em phải nhớ rõ việc đó. Anh chị em không thể nào dùng cái quyền lực của anh chị em để hà hiếp được. Anh chị em thấy cái người đó làm việc có hiệu quả, đáp ứng được cái nhu cầu của công ty, của công việc làm. Anh chị em giúp họ tinh thần. Còn đôi ba lần không giải quyết được thì anh chị em phải mời họ vào cái vị trí khác. Điều này là điều đương nhiên trong cái hành trình phát triển. Không phải vì cái bản chân thân cho cái người chỉ huy đó, cái người lãnh đạo đó, mà cho cộng đồng, cho nhân loại. Anh chị em bắt buộc phải mời cái người đó đi vào cái vị trí khác. Và không thể nào nắm cái chức vụ đó, cái việc đó để anh chị em làm tổn thương cái sự tiến triển của công ty, của cộng đồng. Đó là cái nguyên tắc làm việc. Đó là cái tình thương yêu mà anh chị em phải sử dụng đúng cách. Nếu anh chị em sử dụng không đúng cách và anh chị em làm không những việc mà làm tổn thương người khác, thì chẳng những anh chị em sẽ bị mất năng lượng vì những cái nóng giận, vì những cái sự tức tối của anh chị em làm mất cộng 1 trừ 1, và anh chị em sẽ làm những cho người khác
cả một cái tập thể, cả một công ty không phát huy được, không phát triển được. Đó là lỗi của anh chị em đó. Rồi bây giờ chú mời Isabella thông dịch nha con. That we have a question here that said, for those who work in very intensive competitive environments, such as supervisor or manager, many of them often have to be verbally firm, meaning in other words, sometimes shouting, or else people won't listen. So will that affect their plus one, minus one frequency? Now, Mr. Lee explained that when we choose to shout at other people or to put pressure on other people using the power that we have, that is the wrong way of doing it. It is a really big mistake, because even if you do that and you think that it will be effective, but at the end of the day you realize that it is not the way to do it, whether the job that you're taking on it's small or something that is big, when you use your power to put pressure on other people, it's just not the way to go. It's not effective in the sense that it harms you as well as other people. It upsets you and other people as well. So here, NLG, what we are looking at is to present you with the greatest benefits to optimize in life. That is wisdom energy. When we encounter something or a situation, we use that wisdom energy to handle the situation. We encourage people when they are in a negative state, instead of shouting at them, instead of pressuring them. And when your energy is good, is connected, the people who work with you will be benefited from that as well when they interact with you, and they themselves would become better. So for example, if the person, you can see that they're not really doing their job or they are unable to do it, if you shout at them, if you put pressure on them, they feel discouraged, they feel upset, and in all aspects that wouldn't make it effective at all for the person or for the company. So when you feel like something is wrong, then probably it's better to have a meeting to explain to people, to encourage people. And then what you can do is you can send them loving energy, and that will help their mind, their brain, to understand, to recognize what they have done and how they can do it much better. So as a leader, you need to be very mindful of that, and you use your energy well. Do not use your power to exploit other people. Because when you can see that they're not doing the job, you can give them second chances. But then if that's still an ongoing issue, then you can look into switching them to another areas or another role. And that is for the benefits of the person and the company. So that is reasonable. There's nothing wrong with that. But if you treat the person with anger and with hatreds because they didn't do the job, then you realize that at the end of the day, then nothing will work